Xin kính chào quý đại lý và quý khách hàng. Rất vui được gặp lại quý đại lý và quý khách hàng ở tại video giới thiệu một trong những sản phẩm mà bản thân cá nhân tôi rất là thích. Sản phẩm dành cho trẻ em, đó là nước hồng sâm dành cho trẻ em, hay còn gọi là nước hồng sâm baby. Nước hồng sâm baby, sản phẩm của Shanga. Shanga là một trong những công ty dược rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Rất khá nhiều là quý đại lý người lớn ở đây thì biết đến các sản phẩm của Shanga, từ nước hồng sâm 6 năm tuổi cho đến cao hồng sâm, đặc biệt là cái viên hoàn đông y của hồng sâm, hay mọi người hay gọi là hoàng bổ tán, hoàng bổ tan. Đấy, thì hàng nhập khẩu cũng đã phân phối cái đấy thị trường Việt Nam tương đối là nhiều. Đây là một trong những sản phẩm nước hồng sâm baby được quý phụ huynh ở Việt Nam có thể nói là quan tâm bậc nhất trong giai đoạn hiện nay trên thị trường. Thì hàng nhập khẩu giới thiệu sơ qua cho quý vị có thể nhìn hình dung qua. Thì một sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em này thì gồm có một hộp có 30 gói và một cái túi kèm theo cực kỳ là đẹp. Đây là một hộp có 30 gói, mỗi một gói là 10 ml. Sản phẩm đã được rất nhiều những chứng nhận khác nhau, chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi đến các chứng nhận về tiêu chuẩn an toàn về sản xuất. Là mặt sau của sản phẩm, trên vỏ hộp đây là mã của sản phẩm, đây là số điện thoại của công ty, đây là mã QR code. Quý vị check cái code này có thể thấy cái chứng thực của nhà sản xuất ở trên này. Chứng thực này có giá trị tham khảo thôi, nhưng còn cái quét mã QR code này cũng không có giá trị để xác định là thật hay hàng giả. Nhưng còn đây là mã số mã vạch, mã số là dành số là người đọc, còn vạch dành máy đọc. Đây là cái tem chống giả của nhà sản xuất, tem này cũng chỉ là tham khảo thôi. Quý vị nhìn thấy đây là cái bảng về chỉ tiêu về chất lượng, đây là cái thông tin, còn đây là đằng trong của hộp. Đây thì một hộp hồng sâm baby này, quý vị thấy hộp cực kỳ chắc chắn lắm, các góc các cạnh cực kỳ sắc nét, phẳng phiu đẹp đẽ. Thì gồm có 3 cái gói nhỏ, trong mỗi cái gói này thì có 10 cái, trong mỗi cái hộp 3 hộp nhỏ. Trong mỗi cái hộp nhỏ này là có 10 gói, mỗi gói là 10 ml, gói nó to như ngón tay, thì có thể nói là rất là dễ dùng cho các em bé, dùng được mút rất là tiện mà lại an toàn nữa. Trong mỗi một cái hộp nhỏ này gồm có 10 cái gói. Đây, quý vị nhìn thấy đây gồm có 10 gói. Đây, 10 gói như này trong một hộp, tổng cộng là có 3 hộp, như vậy là 30 gói. Đây là cận cảnh một cái gói rất là đặc trưng của Hàn Quốc. Mọi người xem Hậu Duệ Mặt Trời rồi thấy người ta hay sử dụng cái sản phẩm này. Thì hàng nội địa của Hàn Quốc, và đặc biệt là người Hàn ấy, thì người ta thích dùng cái dạng gói này. Người Việt Nam mình thì thích dùng cái gói mà hình chữ nhật hoặc là hình vuông to như bao thuốc lá ấy, cắt góc chữ A rồi đổ ra cốc hoặc là mút. Người ta hay thích dùng cái này, mình một đất nước công nghiệp đút cái này vào túi chẳng hạn, mút rất là dễ, rất nhanh, tiện dụng. Thì lúc nãy cũng giới thiệu về cái mã QR code, là mình tiếp thử xem là thông tin của nhà sản xuất như thế nào. Đây là mã QR code nhé. Quý vị muốn quét cái mã này thì cũng khá là đơn giản thôi. Thì chúng ta mở Zalo ra. Zalo thì có thể nói là hầu như ai có smartphone thì đều đang dùng Zalo cả. Thì trên Zalo là nó có cái phần mã quét mã QR code. Đây, mình mở Zalo này. Đấy,
Quý vị có nhìn thấy là cái di chuyển camera đến vùng chứa mã QR để quét này, đúng không? Đấy, giờ cái này ra quét. Đấy, xác nhận mở link. Ok. Ở đây một số thông tin này, thông tin về tên hàng này, thông tin về số điện thoại này, thông tin của nhà sản xuất này, sang ga này. Đấy. Đặc biệt là thông thường ấy thì những thông tin về số điện thoại thì bao giờ là người ta cũng hiển thị. Đấy, rất là rõ ràng trong những cái mã QR code này. Đây, quý vị có thể nhìn thấy ngay nhé. Đấy, sản phẩm đây. Đây là một em bé gần như đại sứ thương hiệu của cái nước Hồng Sâm Sanga này. Đây, điện thoại đây. Điện thoại của nhà sản xuất này. 070 8119 3920. Đấy, 070 này 8119 3920. Ok. Thế còn muốn vào website của công ty Sanga này thì quý vị có thể vào bằng cái website như này. Vào sanga.co.kr Corin đấy, co là company. Quý vị có thể nhìn thấy đây là cái trang chủ của công ty Sanga này. Quý vị vào đây để xem sản phẩm đây. Đây là phần sản phẩm này, quý vị đọc được tiếng Hàn không? Đấy, quý vị có thể nhìn thấy ở đây. Đây là Hoàng Bổ Tán này, đây là một trong sản phẩm hàng nhập khẩu đã phân phối, đang phân phối hiện nay, có thể nói là khá tốt ở thị trường Việt Nam này. Đây là nước, đây là cái tặng cao, chắc là ở trang tiếp theo, trang sau này. À đây rồi, đây. Thì trong bốn cái sản phẩm của nước Hồng Sâm này thì hiện nay là hàng nhập khẩu phân phối ba loại, loại này là một, loại này là hai, loại này là ba. Tuy nhiên là hai loại này hiện nay hàng nhập khẩu cơ bản là dừng, cũng không nhập nữa, nhất là cái sản phẩm này. Bởi vì là người Việt Nam mình vẫn thích cái sản phẩm này nhiều hơn, nên hàng nhập khẩu là phân phối chủ lực là cái mặt hàng này, màu đỏ, nhìn hoành tráng. Bấm vào xem nó thế nào. Đây thì quý vị có thể đây là cái website của công ty Sanga giới thiệu về cái sản phẩm này. Đây, chính em ở đây. Thì họ cũng giới thiệu đơn giản thôi, người Hàn người ta cũng không cầu kỳ lắm, chỉ có thông tin cơ bản. Không giới thiệu hoành tráng bằng hàng, bằng website của hàng nhập khẩu Âu. Quý vị vào hàng nhập khẩu Âu này.vn này. Đấy, gõ vào đây là nước Hồng Sâm. Nước Hồng Sâm Baby đi, để nhanh, còn nước Hồng Sâm trẻ em được đều ra hết. Đấy, quý vị thấy hàng nhập khẩu phân phối khá nhiều loại khác nhau. Đây, cái mẫu cũ đây. Cái mẫu này trước đây của Sanga là hàng nhập khẩu cũng có phân phối, nhưng hiện tại giờ là đang tạm dừng. Mà bán chính là cái mẫu Hồng Sâm này. Đây là website của hàng nhập khẩu Âu. Đây, mã vạch này. 20770 này. Đây, quý vị có thể nhìn thấy này. Đấy, được không? Đây, một thùng nó có quy cách ở đây, nghĩa là một thùng có 10 hộp. Xuất xứ của Sanga Pharmaceutical này. Đấy, nghe lời dụ dỗ của Google là hàng nhập khẩu Âu bật kiếm tiền, cuối cùng là hiển thị lên toàn đối thủ của mình này. Trước đây cũng làm video về cái sản phẩm này. Tuy nhiên là nó ngắn quá nên hiện tại đang gỡ xuống, mấy nữa làm cái video này sẽ up video mới lên. Đấy, hàng nhập khẩu Âu là nhập cũng khá là nhiều. Đấy, ba cái hộp nhỏ, mỗi hộp có 10 gói, quý vị nhìn thấy rất là rõ. Hàng nhập khẩu giới thiệu rất là chi tiết về từ cái thành phần này, rồi đối tượng sử dụng này, hướng dẫn sử dụng về cái sản phẩm Hồng Sâm này. Ngoài ra là có những cái ảnh về chi tiết hơn về cái thương hiệu của Hồng Sâm, quý vị có thể nhìn thấy. So với website của nhà sản xuất thì rõ ràng hay hơn nhiều nhỉ. Đây thì một thùng của nó là có 10 hộp. Mỗi một hộp có 30 gói. Quý vị có thể nhìn thấy rất là chi tiết ở trên này. Thế còn chi tiết để làm gì, sản phẩm như thế nào thì quý vị mình có thể nói sơ qua một chút xíu thôi. Thì đây quý vị có thể đọc ở đây này, nước Hồng Sâm chén Sanga Hàn Quốc để chứa tinh chất sâm, nhung hiêu, mật ong, các loại vitamin D3, B2, C giúp bé ăn ngon ngủ ngon, da dẻ mịn màng hồng hào, tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng hấp thụ thức ăn,
hỗ trợ tăng trưởng chiều cao và phát triển trí tuệ. Cái này thì cũng rất là tốt đối với những bé mà biếng ăn chậm lớn thì suy dinh dưỡng, thì giúp cho bé là cải thiện cái hệ tiêu hóa, có thể nói là rất là tuyệt vời. Thì khi sử dụng sản phẩm này chỉ cần đến gói thứ 5, thứ 7 thì quý vị có thể thấy là bé ăn ngon, ngủ ngon hơn rất nhiều. Còn chi tiết hơn thì quý vị vui lòng vào website hàng nhập khẩu ở Âu đấy, hoặc là đánh cái mã hàng là TPCN 6151 đấy, hoặc là quý vị nhớ cái mã vạch là 5 số cuối thôi là 20707 thì gõ vào cái ô tìm kiếm này thì cũng ra đấy. Một là website này, hai là website sâm nấm linh chi đấy, sâm nấm linh chi .vn đấy, website này thì website này là chuyên về thực phẩm chức năng đấy. Nước hồng sâm trẻ em đi, đấy là baby đúng không? Rồi gõ trẻ em thì chắc vẫn ra thôi. Đấy. À, quý vị có thể nhìn thấy em nó đây. Đấy. Hàng nhập khẩu Âu.vn. À, quý vị muốn theo dõi các hàng của hàng nhập khẩu Âu mỗi lần về Việt Nam thì xin quý vị vui lòng theo dõi trên Zalo là 0986798008. Chúng tôi là rất là hạn chế khi sử dụng Facebook và tuyệt đối không bán trên các trang thương mại điện tử. Trên Facebook này, trên các trang thương mại điện tử này thì dành cho các quý đại lý, quý khách hàng. Thì nhập hàng từ hàng nhập khẩu Âu thì quý vị bán trên đó. Hàng nhập khẩu Âu chỉ bán sỉ chứ không bán lẻ. Thì quý vị vui lòng bấm vào phần đăng ký, bấm vào cái chữ đăng ký này ở góc phải màn hình và bấm vào cái chuông để theo dõi mỗi một cái khi mà hàng nhập khẩu đăng video mới về hàng hóa lên thì quý vị được thông tin để vào cập nhật kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và xin hẹn gặp lại ở những video sau. Xin cảm ơn.